dạng bọc bọc vô chứ cái kia nó ăn nó bị tụt mấy kiếp vậy mà. Sau này mà có nhà to hả, làm phòng ngủ thiệt là rộng, xong rồi làm giường 1m8 làm nó sướng. Mua cái nệm mà kim đan hay lên điên á gì đó xương xương vậy thôi mà đỡ mỏi lưng. Cuộc sống an nhàn vậy thôi, đơn giản chứ an nhàn. Hay cái nhà xong cái thích có cái phòng mà có cửa kính, nó mở cửa kính này là có cái view hồ bơi hay là cái view hồ cá gì đó, sáng kéo đèn ra là thấy nắng rồi. Những resort á? Ừ, chị đang tính xây resort chị ở mà. Cho hai mẹ con ké ở nhà kho cũng được. Đâu, chị sẽ dư xây dư một phòng. Để em đỡ có khách hay có ai cần ở, ở. Sau này chị có tiền chị thuê người giúp việc. Người giúp việc ở. Có rung máy đó. Hả? Có rung máy đó. Đang tưởng tượng về một tương lai tươi sáng. Tất cả chị là tưởng tượng. Có tiền thuê thiết kế hả? Thiết kế cho bài bản. Họ vâng thử hồi đó và thuê thiết kế nhiều tiền. Ở đâu xa? Thằng Út nó quen mới thiết kế kìa. Có ở Sài Gòn, Đà Nẵng nó mắc tiền hơn ở vùng Bà Thuộc chứ. Người quen chắc rẻ hơn nhé. Chưa chắc. Có vợ chồng ông kia được lên TV luôn đó. Nhà của ông bà. Để nào lúc mua lên TV thì ổn mà. Giờ chị mà xây cái nhà như vợ chồng chị tương tự là cũng được lên TV. Trên xuôi tùy chân nữa chứ. Tùy trên nữa chứ. Vì giờ ví dụ có tiền mua xào đất trước xong rồi trồng cây. Trồng cây cảnh, trồng cây ăn trái á. Có tiền cái xây nhà là lúc nó cây cũng có trái con lớn à. Lỡ không có tiền thuê nhà thì thu trái kiếm tiền trả nợ. Sau vườn sẽ trồng cây ăn trái. Ở giữa giữa nhà sẽ làm hồ cá, hồ bơi. Trên trồng rau, trồng hoa. Cứ mơ đi. À, khô để đựng vỏ xe riêng. Một khu để riêng xe đi làm của anh Dũng. Đâu để xe xe khách á, khách tới làm việc á, ô tô xe máy làm cái tròi lên đĩa xe bài bản. Để xe cày. Xe cày, xe đội chiến. Nghe nó cứ lăn lăn trong người. Hôm đó chị sẽ tài dư xây dư một phòng mẹ con thấy ở thì... Thôi không ở chị đâu. Công do lau nhà mệt. Với công lau nhà dọn nhà mệt lắm. Chị cũng đang tính ở lại dọn dẹp lau nhà mà. Giống đi làm ô sinh. Nói vậy thôi. Ủa chứ muốn ở thì cũng phải có cái... Không. Thôi để chị thêm ô sinh. Cứ xài thấy cũng khó lắm. Thêm ô sinh cha. Thêm về giúp việc này để dọn dẹp nhà cửa tưới cây. Nấu bữa ăn. Ngày sướng về. Đợi đấy. Thế nào chục năm nữa chắc khóc.